Đó chính là việc ghép đôi với Negav. Thì Isaac không thể tưởng tượng được là tại sao có thể ghép đôi Isaac với Negav từ đầu chương trình tới bây giờ. Nhưng mà cuối cùng thấy cũng hợp lý. Sân bờ ga nhưng ta tấp cao chọc trời. Người đẹp, người ngoan, người tài nô nữ. Người già tươi săn sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thánh Huế, đi ở quan họ Bắc Ninh. Người tặng bánh bia sóc trăng miền Tây. Ta nhảy múa cùng chim nơi người cao đất sừng tình yêu. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ dành dáng ngời. Mì Khê Vi Phong càng ăn càng dính. Xin chào tất cả mọi người, mình là Isaac. Tôi là Lê Dương Bảo Lâm. Yeah, you already know your boy Negav. Và đây là Hành Trình Rực Rỡ. Check. Giới thiệu bản thân trong 30 giây. Tôi là Lê Dương Bảo Lâm, nhà ở Bồng Sa Long An, Long Thành, Đồng Nai. Năm nay 34 tuổi, một vợ và ba con. Gia đình đề huề, hạnh phúc vui vẻ. Chào tất cả mọi người, mình tên là Negav và nhà mình ở quận 10 đường Sư Văn Hạnh. Thì các bạn cũng biết đó, mình xuất thân đó chính là một rapper và mình đến từ nhóm GERDNANG. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn yêu thương ủng hộ Negav cũng như là nghe nhạc của Negav. Cảm ơn mọi người. Mà mình là Isaac và mình là một thành viên của Hành Trình Rực Rỡ. Thôi. 3 điểm tự tin nhất trên khuôn mặt. Mũi cao, mắt hai mí và mồm to. Mũi nè, môi. Thứ ba là mắt, nụ cười, lông mi với lại môi. 3 điểm mạnh ở bản thân. Nhìn được trai. 2 là cũng có sức mạnh một chút ép. 3 là tôi chạy rất nhanh, nhiệt tình, siêng năng và chịu khó, duyên dáng, sức mạnh và thật thà. 3 điểm yếu ở bản thân. 3 điểm yếu hay suy nghĩ nhiều, dễ bị nổi nóng và không có nhớ, cầu toàn quá mức, khờ, không nhanh nhẹn, khờ nhiều. Đây là một câu chuyện buồn. Bị chữ trợ lý. Tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Thành công rực rỡ nhất. Rực rỡ nhất là đậu trường sân khấu điện ảnh. Được trở thành thành viên của một nhóm nhạc có một bài hát nhiều view nhất trên YouTube. Đó chính là 365, bài hát của Bông Băng Bang. Những sản phẩm âm nhạc của tôi. Món ăn rực rỡ nhất. Món ăn mà rực rỡ nhất là ăn than đó. Ôi ôi, hết à. Bún bò qué tuyệt vời. Cá kho tộ của mẹ. Tại vì đối với Isaac đây luôn là một cái món mà mỗi khi mà Isaac cảm thấy bị stress hay down mood đó là Isaac đều muốn ăn cái món này, rất là dễ ăn mà mỗi lần ăn vô cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Địa điểm rực rỡ nhất từng đến. Đây chắc là Sapa. Tới đây ok nha, đẹp nha. Nhìn rất là phê đó. Địa điểm mà rực rỡ nhất là phòng đẻ của vợ. Rực rỡ nhất. Tác phẩm rực rỡ nhất là Chép Tư Bền rồi khi thi một cuộc thi hề. Tôi đã quên thật rồi. Bởi vì đây là một cái khúc mà Isaac cảm thấy là nó rất là gần với bản thân của Isaac, gần với cảm xúc của mình và cũng là một trong những ca khúc mà được khán giả đón nhận rất là nhiều khi mà nó ra mắt. Ngủ một mình. Yeah. Bộ phận rực rỡ nhất. Ngực. Tay. Mặt mập thè lè là cái miệng thôi. Rực rỡ như một bó hoa. Tinh hoa hội tụ. Việc làm rực rỡ nhất. Việc làm rực vợ rỡ rỡ rỡ. Việc làm rực rỡ nhất hiện tại là giờ chở kế hoạch trẻ tới 3 đứa. Chứ là được trở thành một người nghệ sĩ. Trải nghiệm rực rỡ nhất. Trải nghiệm rực rỡ nhất đó chính là được đồng hành cùng với anh Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Bích Phương, Thúy Ngân và Negav trong hành trình này. Được ăn cùng nhau, được ngủ cùng nhau, được chơi game cùng nhau, được thể hiện cảm xúc với nhau như một gia đình thật sự thì đối với Isaac là một trong những cái điều rất là tuyệt vời mà Isaac chắc chắn sẽ rất là nhớ. Thật sự là mỗi lần mà nghỉ ngơi giữa các chặng quay Isaac rất là nhớ. Yeah. Là trải nghiệm rực rỡ nhất là tháng xúc răng một lần. Ôi trời ơi. Khách mời rực rỡ nhất. Chị Ngọc. Nhân vật này là một nhân vật Isaac đã từng được làm việc chung và cũng có một cái mối gọi là connection khá là thân thiết là Lan Ngọc. Là ai ta, là ai ta, ai trong cuộc đời, ai không phải khách mời rực rỡ nhất. Khách mời rực rỡ nhất Khả Như. Bảo Lâm không có đánh bạn, chưa bạn chơi lắm ơi. Điều kỳ lạ nhất từng trải qua đó chính là bị ghép đôi với Negav. Liệu Isaac không thể tưởng tượng được là tại sao có thể ghép đôi Isaac với Negav từ đầu chương trình tới bây giờ. Nhưng mà cuối cùng thấy cũng hợp lý. Điều làm bạn buồn nhất. Điều làm bạn buồn nhất đó chính là chắc là đây là chặng cuối cùng cho nên Negav cũng khá là buồn. Chỉ mới kịp chớm nở cái sự kết nối giữa mọi người trong dàn cast thôi mà tự nhiên ấy cái là đây là chặng quay cuối cùng của hành trình rực rỡ rồi, có nghĩa là sau chặng quay này thì không biết khi nào dàn cast mới tiếp tục được đồng hành cùng với nhau như thế này nữa. Đến khi mà làm việc với các thành viên hành trình rực rỡ thì Isaac cảm thấy rằng là mình quá may mắn đi. Và nếu thực sự mình không tham gia, mình đã mất đi một cơ hội rất là lớn để được kết nối với rất là nhiều những người đồng nghiệp tuyệt vời như thế này mà bây giờ gần như là những người mà Isaac cực kỳ yêu quý trong sự nghiệp của mình. Bị ghẻ từ tập 1 đến tập cuối vẫn chưa hết. Oh my god. Là cái này là bữa là chơi cái Dũng Sình giữa Bình Định á, tới bây giờ là trời vẫn chưa hết ghẻ. Khả năng kỳ lạ nhất. Khả năng kỳ lạ nhất giật túi ngực. Mấy nay là bỏ đó chứ mấy bữa ngày không tập đó, tại mấy nay tôi ở đây một tuần rồi cho nên không có tập cho nên nó cũng hơi ấy nhưng mà cũng vực vực được. Ai chắc có thể nhúc nhích được lỗ tai nè. Nè. Ghê chưa. Khách Ly Bảo Lâm làm được. Ly Bảo Lâm nhúc nhích được cái mỏ. Có thể ở liên tục. Tôi không biết bằng một cách nào đó tôi có thể làm ở liên tục. Đây tôi sẽ biểu diễn. Kỳ đúng không? Đúng. Đó chỉ mới là 2% công lực thôi. Bạn cảm thấy đẹp trai nhất khi nào? Anh cảm thấy đẹp trai nhất trong mắt bị Hà Đề Xin. Tại vì thì cũng được khen này nọ đó, cũng khen này nọ đồ, rồi Lê Dương Bảo Lâm cũng ganh tị đồ đó thì mình cũng nghĩ là mình cũng có chút gì đó, có ngoại hình đúng không? Nhưng mà thật sự là qua ống kính của Hà Đề Xin thì cũng thấy mình đẹp trai thiệt. Mình cảm giác mình đẹp trai nhất ở giờ ngọ là cỡ 12 giờ. Đứng kế anh Giang. Người tàn ép thì được sống thảnh thơi. Mất sự đẹp trai hay mất sự duyên dáng hát hay? Mất sự đẹp trai đi, có đẹp đâu mất. Nhưng mà duyên dáng thì để làm nghề nuôi vợ nuôi con, nuôi gánh nặng trên vai nhọc nhằn cho nên mất đẹp trai nhưng đừng mất sự duyên dáng. Mất khó quá. Mất sự đẹp trai. Có rất là nhiều những cái tấm gương mà người thấy rằng là lúc đầu không có đẹp, càng về sau càng lột xác. Sắp nay đúng không? thì cũng là thành viên Hành Trình Rực Rỡ đó. Hồi xưa cũng đâu có đẹp đến đâu, bây giờ bắt đầu lồng lộn lên, bắt đầu chặt chém chằng cast đồ, đi quay lúc nào cũng make up nè, rồi hả làm tóc, rồi gần đây cắt tóc ngắn đổ kiểu nọ, mặc đồ lồng lộn lắm, màu mè lắm. Vậy nó là mùi da đầu đó, hơi đẹp trai đấy. Vậy mà nó mình sống đời đó, make up vẽ mắt rồi làm tóc vuốt từng cọng, nó sống đời đó nè. Anh cũng có khác người ta đâu, đời. Anh có nói đâu, anh bây giờ nói sống đời đâu. Nay mình đi chợ tình là mình phải nhìn tình lên. Câu hỏi này đã đưa tôi vào đường cùng. Trẻ lại 5 tuổi hay có 5 tỷ? Trẻ là 5 tuổi, là vì đối với Isaac nha, tiền bạc hơi là vấn đề. 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 Thôi bây giờ thôi, làm ai rắc nha. Trẻ là 5 tuổi chứ. Trời ơi, giờ hả Quỳnh lo với lại cô Phiên mới bà nội mới cho đất rồi, tiền bạc giờ không thành vấn đề. Quá ghê gớm. Lời nói gửi đến ekip hoặc BTS. Negav mong muốn là chương trình có thể có thêm mùa 2. Mệt mỏi lắm. Trong đoàn này là mỗi khi nó quay là nó chịu bắt tôi trước, vì nó thấy tôi dễ chịu. Thật sự là đi làm mà lúc nào cũng nhẫn nhịn hết. Tại vì đối với Lâm quan niệm là ví dụ ta đã lên voi xuống chó, thấy không? Nhiều lúc khi mình con voi quá cái mình chảnh cha chảnh chẹ, rồi sau này mình xuống con chó cái mình khó lắm. Cho nên Lâm lúc nào cũng đi làm bằng hết cái năng lượng của mình, hết sức của mình. Nhưng nhiều khi mà Lâm rất là mệt, Lâm rất là uể oải, nhưng mà khi mà máy vô như là mới đang quay luôn nè, Lâm vừa tắm xong Lâm rất là mệt, nhưng mà khi các bạn gõ cửa thì Lâm rất là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thì vẫn vô quay, vẫn nói chuyện, thì biết là công việc của nhau thì hỗ trợ giúp đỡ. Quay phim thì không có công ăn việc làm, rồi vợ sẽ đói, con thì bơ vơ đó, còn các bạn đó, nói chung là nó kéo theo một hệ lụy. Cho nên Lâm nói là thôi hỗ trợ để cùng nhau phát triển.